Bây giờ là phần thi quan trọng nhất, phần thi về đích. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là 60, 230, 180 và 270 điểm. Thì người đầu tiên tham gia phần thi về đích đó là người đang đứng ở vị trí thứ tư, bạn Minh Khoa với 270 điểm. Xin mời bạn. Cả ba phần thi thì Khoa đều thể hiện một phong thái vô cùng tự tin. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao bạn có một số điểm cao như vậy. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào ạ? Dạ, em xin chọn các câu hỏi 20, 20, 30. 20, 20 và 30 chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của bạn rồi. Và chúc bạn thành công với những câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm với nội dung như sau. Theo sự tích cây nêu ngày Tết, khi chúa quỷ ra luật lấy cả gốc lẫn ngọn, thì Phật đã khuyên con người trồng cây gì để đối phó? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Quỳnh Chi. Câu trả lời của em là cây ngô ạ. Vâng, trong sự tích cây nêu ngày Tết thì Phật bảo với người trồng ngô, bắp ngô ra ở giữa thân cây, nên cuối vụ người thu hoạch ngô về chất đầy bồ, quỷ chẳng thu được gì. Và đáp án của Quỳnh Chi là chính xác. Chúc mừng Quỳnh Chi. Tiếp theo là một câu hỏi có giá trị 20 điểm cho Khoa. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em ổn ạ, em không sao. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, my name is Catherine and I'm from South Africa. And I have a question for you. Bánh chưng, also known as chưng cake, is a traditional and irreplaceable cake in the Vietnamese culture during Tết holiday. The cake consists of sticky rice, green beans and some kind of meat. Do you know what kind of meat this chưng cake consists of? Good luck! Pork. Minh Khoa đã đưa ra câu trả lời của mình vô cùng tự tin, đầy đủ và rất tiếc, đáng ra câu hỏi này bạn nên đặt ngôi sao hy vọng mới đúng ạ. Xin chúc mừng Minh Khoa. Pork là đáp án chính xác. Vâng, Minh Khoa có thể dịch lại cho chúng tôi biết đoạn băng vừa rồi nói gì không ạ? À, bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết. Và cô nói là bánh chưng được làm từ gạo, đậu xanh và một loại thịt gì đó. Thì cô hỏi thịt đó là thịt gì? Đó là thịt heo, pork. Đúng rồi, đó là thịt heo hoặc là thịt lợn. Bánh chưng có phải là một món yêu thích của Minh Khoa không? Dạ không. Để giữ dáng đúng không? Dạ. Bây giờ thì Minh Khoa sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ em không ạ. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi có giá trị 30 điểm này. Bà Còng đi chợ mua táo, bà mua 100 quả táo và đựng chúng vào 6 túi. Số táo trong mỗi túi là một số có chứa ít nhất một chữ số 6. Hỏi số táo trong mỗi túi là bao nhiêu? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, và trong câu hỏi vừa rồi thì có lẽ là Minh Khoa hơi nghe nhầm ý câu hỏi rồi. Câu hỏi hỏi là số táo trong mỗi túi là bao nhiêu, mà ở trong đề bài là có 6 túi, suy ra bạn phải kể ra mỗi túi trong 6 túi đó là có bao nhiêu. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là 60, 16, 6, 6, 6, 6. Đó là số táo tương ứng trong mỗi túi. Minh Khoa đã hoàn thành xong phần thi của mình và bây giờ Minh Khoa có thể về vị trí và nghỉ ngơi rồi. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Bích Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Xin mời. Vẫn tự tin đúng không? Đó. Bây giờ bạn sẽ đưa ra những lựa chọn như thế nào? Em xin chọn câu hỏi là 20, 30, 20 ạ. 20, 30 và 20 chúng tôi đã nghe rõ rồi. Và câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm. Tại sao gà thường ăn sỏi? Gà thường ăn sỏi đấy, khi mà ăn sỏi vào thì phần rìu ở trong cơ thể nó sẽ co bóp
và cái xoáy để dùng là để nghiền thức ăn tốt hơn ạ. Dễ nghiền thức ăn thành những mảnh nhỏ hơn ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là vì gà không có răng nên là chúng ăn sỏi và chữ tại mề giúp nghiền nhỏ thức ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Và câu trả lời của Bích Loan được chấp nhận. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo dành cho Bích Loan, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Không ạ. Trong môi trường tự nhiên không có sự can thiệp của con người để tạo ra các điều kiện khác thường, một cái búa và một lông vũ từng có tốc độ rơi giống nhau khi được thả đồng thời ở cùng một độ cao. Bạn hãy cho biết thí nghiệm này diễn ra ở đâu? Trong trên không ạ. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Chưa có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời, một câu hỏi 30 điểm khá khó cho các bạn. Đây là một thí nghiệm đã được tiến hành vào ngày 2 tháng 8 năm 1971 bởi phi hành gia David Scott và nơi diễn ra thí nghiệm đó chính là mặt trăng. Bây giờ thì Bích Loan sẽ chỉ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa thôi. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Vâng, nội dung câu hỏi như sau. Ba dạng thù hình phổ biến của carbon là gì? Câu trả lời sẽ thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ Quang Phương. Em thưa anh là carbon 12, carbon 13 và carbon 14 ạ. Vâng, ba dạng thù hình phổ biến của carbon là kim cương, than trì và carbon vô định hình ạ. Rất tiếc cho Quang Phương. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Bích Loan rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người thứ ba tham gia phần thi về đích là bạn Quỳnh Chi. Xin mời Quỳnh Chi. Vâng, cơ hội vẫn còn đang ở phía trước và quan trọng là chúng ta lựa chọn những câu hỏi như thế nào cho phù hợp. Và lựa chọn của bạn là gì? Em chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Quỳnh Chi trong phần thi về đích này. Tỉnh nào ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nổi tiếng với đặc sản cá kho làng Vũ Đại? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, ở trong câu hỏi này thì chúng tôi đang muốn nhắc đến một làng làm cá kho nổi tiếng. Đó chính là làng cá kho Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam, hay còn gọi là cá kho làng Vũ Đại. Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho Quỳnh Chi. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không ạ. Câu hỏi như sau. Những nhận xét người dạo bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đương sắp sửa, người báo tin xuân cho phong trào thơ mới 1932-1945 là nói về nhà thơ, nhà văn nào? Xuân Diệu. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Minh Khoa. Câu trả lời của em là Đoàn Văn Trừ. Chúng tôi đang nhắc tới một nhà thơ có những dòng thơ vô cùng lãng mạn, với ý tưởng ngông nghênh, đậm cá tính. Ông được đánh giá là người chuẩn bị cho sự ra đời của thơ mới trong nền văn học Việt Nam, và đó chính là Tản Đà. Rất tiếc cả Minh Khoa và Quỳnh Chi chưa ai đưa ra được đáp án chính xác cho câu hỏi này. Bây giờ Quỳnh Chi sẽ còn một cơ hội về đích nữa thôi. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Vâng, câu hỏi của bạn như sau. Tích của hai số là 125. Nếu ta thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ 2 và giữ nguyên thừa số thứ nhất, thì tích mới là bao nhiêu? Một nghìn hai trăm năm mươi.
Vâng, bạn đã tính như thế nào ạ? Em nghĩ là nếu thêm số 0 vào một thừa số thì nó cũng sẽ thêm một số 0 vào cả tích thôi ạ. Và nếu thêm số 0 vào bên phải của thừa số thứ 2 thì ta sẽ được số thứ 2 tăng lên 10 lần. Vậy tăng thừa số thứ 2 lên 10 lần và thừa số thứ nhất vẫn giữ nguyên thì tích sẽ tăng lên 10 lần. Do đó tích mới sẽ có kết quả là 1250. Chúc mừng Quỳnh Chi. Rất tiếc là bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Bây giờ Quang Phương sẽ là người khép lại phần thi về đích của chúng ta ngày hôm nay. Mời bạn tiến lên phía trước. Sự lựa chọn của Phương là những câu hỏi như thế nào? 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm của Quang Phương. Bạn hãy thực hiện yêu cầu sau của chương trình. Câu hỏi trong phần thi thực hành của Quang Phương ngày hôm nay rất thú vị. Chúng ta sẽ được tìm hiểu về mâm ngũ quả của người miền Nam. Từ những bức hình của các loại quả đã cho, bạn hãy chọn ra 5 loại quả để có được một mâm ngũ quả truyền thống của người miền Nam. 15 giây suy nghĩ của Quang Phương bắt đầu. Và thời gian của Quang Phương bắt đầu. Như vậy là thời gian của Quang Phương đã kết thúc. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Và chúng tôi đã nhận được câu trả lời của Quang Phương ở trên tấm bảng này. Và xin mời các bạn thí sinh còn lại. Ai là người muốn trả lời? Như vậy là câu hỏi này đã làm khó các bạn thí sinh rồi. Bởi vì có 3 bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đều đến từ miền Bắc đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta hãy nhìn đáp án của bạn Quang Phương. Bao gồm mãng cầu, sầu riêng, xoài, chuối và đu đủ. Nhưng đáp án chính xác của chúng tôi lại là thứ nhất, mãng cầu, thứ hai, sung, quả thứ ba, dừa, quả thứ tư, đu đủ, và quả cuối cùng là quả xoài. Khi nhìn những hình ảnh này thì bạn có nhớ ra một câu nói nào quen thuộc không ạ? Cầu sung vừa đủ xài ạ. Tại sao Quỳnh Chi lại không tham gia vào câu hỏi này ạ? Dạ vì vậy cho nên là em mới đang rất là tiếc ạ. Rất tiếc đúng không ạ? Vâng. Các gia đình của miền Nam thường bày biện mâm ngũ quả đúng với mong muốn cầu sung vừa đủ xài như bạn Quỳnh Chi nói. Và đáp án chính xác là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Đó là câu hỏi đầu tiên của Quang Phương rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng chủ yếu của hai lực nào? Em thưa anh là trọng lực và lực đẩy Archimedes ạ. Vâng, một câu trả lời rất nhanh và cũng rất chính xác của Quang Phương. Chúc mừng bạn! Trước mắt Quang Phương sẽ là câu hỏi có giá trị 20 điểm, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Nhà toán học nào là tác giả của quyển Lập thành toán pháp? Dành cho các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Bích Loan. Câu trả lời của em là Lương Thế Vinh ạ. Chúng tôi đang muốn nhắc tới một trong những nhà toán học đầu tiên tại Việt Nam. Và đó chính là Vũ Hữu. Quang Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời bạn về vị trí.
Và như vậy là chúng ta đã biết được ai là người giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng trước đó hãy cùng tổng kết số điểm mà các bạn đang có sau chương trình. Đầu tiên, đại diện đến từ trường Trung học phổ thông Kim Anh Hà Nội, bạn Tạ Quang Phương đã rất hết mình với những phần chơi của mình với 70 điểm. Bạn Đoàn Thị Bích Loan đến từ trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng giành được 240 điểm. Bạn Ngô Quỳnh Chi đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội đã rất xuất sắc với 220 điểm. Và bạn Nguyễn Minh Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, Lâm Đồng giành được 280 điểm. Bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú, những luồng gió mới. Bao biết. Em là đối tác của một công ty nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Wow. 24 x 24 576 576 chia 2 288 288 chia 15 273 273 chia 2 136,5 136,5 nhân với 927. Anh nguyên Vinh. Tố trong bảng tuần hoàn biến đổi tuần hoàn. Thuận. Dây nhất đăng đáy. 2020 10 điểm. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là rất tự tin và có vẻ như bạn đã tìm ra. Em xin chọn gói câu hỏi. Hơi tiếc vì mình không lựa chọn một số hy vọng cho câu hỏi này. Chúc mừng bạn. Chúc mừng. Và bây giờ xin mời Minh Khoa sẽ cùng bước lên bục vinh quang cũng như Quỳnh Chi, Bích Loan, Quang Phương. Hãy cùng tiến tới bục vinh quang của đường lên đỉnh Olympia. Đây là khoảnh khắc để tôn vinh các bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, ông Dương Công Vương. Và xin kính mời ông Dương Công Vương sẽ trao phần thưởng cho các bạn. Giành được giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco. Xin được cảm ơn ông Dương Công Vương.